Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 251 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Huyền vô cô kêu thảm, đây là cái gì? Đây là chớ chú gì? Lợi hại như vậy, thánh quang phong ấn đè ép cho ta. Trên người hắn toát ra thánh quang cường liệt, muốn khu trừ chớ chú ra khỏi cơ thể. Phương Hàn một lần nữa triển khai công kích, bao vây hắn bên trong không gian trảo ảnh lực lượng trong mỗi một chảo đều có thể xé rách tinh không, áp bách Huyền Vô Cô không có thời gian thở dốc. Lúc này, Phong Bạch Vũ lại xuất hiện rồi, tay cầm Thiên Hoàng kính, quay về phía Huyền Vô Cô lay động, quang mang bắn thẳng vào thân thể Huyền Vô Cô. Thái cổ vẫn thạch quần tinh môn, Vũ Hóa Thiên Cung, hầu như cùng một lúc xuất hiện trên đỉnh đầu Huyền Vô Cô và lòng bàn chân, một ép từ trên xuống, một áp thẳng lên trên, gần 200 cao thủ lĩnh ngộ pháp tác liên thủ thôi động trận pháp, muốn ngăn chặn áp chế Huyền Vô Cô. Lần này, Huyền Vô Cô muốn bức tà khí xâm nhập vào cơ thể ra ngoài, lại muốn phản kích vi chủ công kích từ phía Phương Hàn, càng thêm đối kháng lại phong bạch vũ chiếu xạ, còn có hai đại môn phái liên thủ toàn bộ lực lượng môn nhân chấn áp, coi như có ba đầu sáu tay, thủ đoạn cái thế cũng triệt để uể oải, mệt mỏi. Không, ta là hư tiên, là nhân vật vượt qua lôi phạt tiên giới, không thể ngã xuống tại chỗ này. Bị đám tiểu bối chấn áp, ta coi như trăm nghìn thế luân hồi cũng không thể rửa sạch được sỉ nhục như thế này. Ta là Huyền Vô Cô. Đường đường là hư tiên, lão tổ tông huyền ra thánh quang đế quốc. Những con kiến hôi dám đánh chủ ý lên người ta. Còn bức bách ta tới tình cảnh như thế này. Ta nào có thể chịu đựng được. Sâu trong nội tâm huyền vô cô phát ra lệ khí, triệt để bị kích phát ra, hắn đột nhiên há miệng phun ra, máu tươi hóa thành từng đóa huyết hoa, ngưng kết thành phủ văn, sau đó đánh vào thân thể chính mình, lập tức phương hàn cảm giác được. Trong thân thể của hắn, cỗ tà khí vạn ác chi nguyên đang xâm lấn kia bắt đầu bị máu tươi phong ấn, cuối cùng máu tươi phong ấn kia ngưng kết thành một viên huyết đan, gắt gao bám chắc vào thân thể huyền vô cô, tựa hồ như sắp bị bức ra khỏi cơ thể. Cư nhiên bị hắn phong ấn lại, huyền vô cô thực sự quá mức kinh khủng. Phương Hàn nhìn thấy một màn như vậy, da đầu cũng tê dại. Tạc khí vạn ác tri nguyên cũng bị phong ấn, tuy rằng tạm thời không thể bức ra ngoài cơ thể. Thế nhưng nếu như không có chính mình gia tăng áp chế thì sớm muộn gì hắn cũng bức ra được. Hiện tại hắn đã hiểu được thực lực của hư tiên như thế nào, muốn chấn áp, giết chết hư tiên khó khăn tới cỡ nào chỉ trong chốc lát đã phong ấn tà khí vạn ác chi nguyên trong cơ thể. Làn da vốn héo rũ, già nua của Huyền Vô Cô một lần nữa biến thành cường tráng mười phần, rất nhẫn nụi, còn sáng bóng, sâu trong làn da có thành ca vang vọng phát ra, tựa hồ như càng kinh khủng, càng cường đại hơn trước khi bị thụ thương. Phương Hàn, ta không biết ngươi thu được cái gì, cư nhiên lại có thể đánh vào trong cơ thể ta chớ chú cường liệt tới như vậy, thế nhưng, ngày hôm nay ngươi chết chắc, ngươi làm cho ta lãng phí tới phần nửa pháp lực, huyết khí để phong ấn ta chỉ có thể đánh chết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi. Thánh quang từ trên người Huyền Vô Cô, giống như thủy triều điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Thánh quang kia có thể làm cho mọi thứ bốc hơi, trong thánh quang, một ít hình ảnh thiên thần hoàn mỹ có cánh bay tới bay lui, ngâm sướng văn chương giống như là tán ca, sử thi. Cư nhiên trong chốc lát đã bước ngược quang mang thiên hoàng kính trở lại. Thân thể Huyền Vô Cô đứng thẳng trong thánh quang, hai mắt ngưng tụ nhìn Phương Hàn, hiện rõ nét cừu hận, không biết qua bao lâu, có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trong nháy mắt, cầu hận mãnh liệt, trong thân thể hắn, đã bộc phát tới đỉnh điểm. Tất cả tinh khí, huyết nhục, ý chí, thần thông của hắn đều tựa hồ chuyển biến thành cầu hận, ngọn lửa báo thủ, điên cuồng thiêu đốt trên người. Điện quang hỏa thạch, thời gian đảo lưu, hai tay huyền vô cô bắt một trào, trong bàn tay hắn, hội tụ thành một cây trường mâu. Thanh trường mâu này hoàn toàn là do hỏa diễm cừu hận ngưng tụ thành. Trong thanh trường mâu này không biết có bao nhiêu oán niệm cường đại, tụ tập trong thân, oán niệm mạnh mẽ kia thậm chí có thể do sánh một chút với oán khí của vạn ác chi nguyên. Phương Hàn tự hồ cảm giác được, chính mình và thanh trường mâu kia có trăm nghìn thế cửu hận, sinh ra đã có, căn bản chính là cửu hận không có khả năng hóa giải. Báo thù chi mâu, tiên khí vương phẩm, trong truyền thuyết, hư ảnh báo thù chi mâu, sao có khả năng xuất hiện tại nơi này? Phương Hàn cẩn thận, đây chính là một loại thần thông so với tiên thuật càng lợi hại hơn, cùng loại với vu tiên thuật và pháp bảo, là hắn và tiên giới, vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết, đạt được một loại câu thông, sau đó ngưng tụ thành hư ảnh. Một kích này không phải chuyện đùa, nhất định phải chống lại được. Liên thủ với ta, nhanh nhanh hợp một, quỷ phủ thân công. Phong Mạch Vũ vừa nhìn thấy huyền vô cô lôi ra một thanh trường mâu, nhất thời thất kinh, thiếu chút nữa nhảy lên, đột nhiên há miệng phun ra một đạo ô quang. Đạo ô quang này giống như hình ảnh một thanh cự phủ dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, lập tức trong lúc đó. Phương Hàn liền cảm giác được quỷ phù thần công chính mình tu luyện được tựa hồ bị thôi hóa, một cỗ huyền ảo nhộn nhạo trong đầu, tựa hồ trong minh minh, tại vô cùng xa, vô cùng chỗ sâu trong không gian, cảm nhận được một chiếc cự phủ ẩn nấp giữa một vũ trụ nào đó. thanh cự phủ thật lớn này mở không gian, liền bổ xuống nghìn ức triệu không gian bị xé rách, diễn sinh ra tinh không, nhật nguyệt, đại địa, sơn hà, thời không, thế giới, một vũ trụ vừa mới khai sáng. mà phong bạch vũ đánh ra một đạo ô quang này, tựa hồ đến từ bản thể của thanh cự phủ, đột nhiên cự phủ lay động, vô cùng ý niệm ra chỉ vào thân thể phương hàn thân thể hắn không thể tự chủ được liền biến thành một thanh cự phủ thậm chí trong bát bộ phù đồ của hắn mảnh vỡ tạo hóa thần khí khối mảnh vỡ giống như mai rùa màu vàng đất bắt đầu dao động kịch liệt bên trong cư nhiên phóng ra một cỗ nguyên khí không tên dung nhập vào trong cơ thể phương hàn trong cơ thể phương hàn giống như có nghìn vạn hải dương cùng nhau bốc hơi lên phát ra âm thanh sau đó thanh cự phủ bổ thẳng về phía hư ảnh báo thủ chi mâu do huyền vô cô ngưng tụ ra hai bên va chạm nhau sau đó lại xa nhau diện mục huyền vô cô dữ tợn, hai mắt huyết hồng, phương hàn hóa thân thành cự phủ như thần long kinh thiên, không ngừng không dứt, trăm nghìn lần va chạm với báo thù chi mâu. Trong thời gian hơn 10 lần hô hấp, báo thù chi mâu và cự phủ không biết đã va chạm với nhau bao nhiêu lần, đột nhiên quay đầu cắm thẳng vào trong thân thể phương hàn, dĩ nhiên muốn phá nát thế giới trong cơ thể phương hàn. Không tốt. Phong Bạch Vũ thấy thế thất kinh, nhưng không thể tránh được. Báo thù chi mâu chính là một kiện tiên khí vương phẩm trong truyền thuyết thiên giới, đại diện cho hung thần ác sát, bị vây tại tiên khí đỉnh cao. Coi như là thiên hoàng kính tại thời điểm toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của báo thủ chi mâu. Trong lòng phong bạch vũ phi thường rõ ràng, coi như là một điểm hư ảnh cũng vô cùng lợi hại. Trong cơ thể phương hàn, thanh âm bạo tạc nứt nẻ lần thứ hai vang lên. Thanh cự phủ thất lớn tan vỡ giải thể, lần thứ hai biến thành hình thể con người ban đầu. Tiểu súc sinh, báo thù chi mâu chính là tuyệt học thượng cổ ta kế thừa, dùng vô số cửu hận tế tự, kết nối được với tiên khí vương phẩm tại tiên giới này có thể mượn được một bộ phận nhỏ lực lượng và ý chí của tiên khí vương phẩm này vừa tiến vào trong cơ thể của ngươi sẽ biến thành lực phá hoại thật lớn bất cứ tuyệt phẩm đạo khí nào của ngươi cũng không thể chống đỡ được hơn nữa thế giới của ngươi sẽ bị lọt vào phá hư mang tính hủy diệt thấy báo thù chi mâu đã tiến vào trong thân thể phương hàn thần sắc huyền vô cô âm lãnh cười dài liên tục bàn tay mười phần tàn nhẫn liên tục vung lên phát sinh cương khí ngăn chặn vũ hóa thiên cung và thái cổ vẫn thạch cùng lúc áp bách đồng thời há miệng phun khí đẩy vang phong bạch vũ và thiên hoàng kính ra xa, cuối cùng đột nhiên đá một cước, một cước chí mạng này hướng thẳng về phía phương hàn. một cước này của huyền vô cô có điểm giống như chiêu thức khôi tinh thích đấu trong võ học, thời gian thối pháp biến ảo, hơi chút chấn động, không gian lực, thời gian lực, thế giới lực đều bắt đầu ngưng tụ. trên bàn chân mang theo quang mang lấp lóe, lại ẩn chứa một chút hắc ám. đây cư nhiên chính là để quang mang vận chuyển tới cực hạn, sinh ra phản ứng âm dương tụ biến, ngũ hành thần nguyên có thể dùng quang sinh ra ám, tiêu xúc sinh lên đường mạnh giỏi. Kiếp sau nhớ kỹ, hư tiên tuyệt đối không thể đắc tội. Trên mặt huyền vô cô hiện lên nụ cười tàn nhẫn, chân đã đá vào người Phương Hàn. Hắn biết báo thủ chi mâu đã tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, hiện tại đối phương không thể nào động đậy. Áp lực bên trong gần bạo phát, chính mình lại tập trung công lực cả đời. Một khi đá trúng, áp lực bên trong lẫn bên ngoài bạo phát, toàn thân đều bị chấn động nổ tung, chết không toàn thây. Thế nhưng, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, phanh. Bàn tay Phương Hàn biến hóa, thành long chảo, dơ lên ngăn cản một cước này, thân thể lóe ra, chảo lần thứ hai bật ngược lại, cư nhiên nắm chắc lấy bàn chân vừa đá tới. Chuyện gì xảy ra? Lần này tới phiên huyền vô cô chấn động, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi vô cùng rõ ràng. Ngươi cho là báo thù chi mâu có thể giết chết được ta sao? Thanh âm của Phương Hàn lãnh khốc vang lên, trực tiếp đánh ra một chảo, ấn thật sâu vào trong lòng ngực huyền vô cô. Huyền vô cô vốn đã bị thương, lại tốn hơn phân nửa lực lượng phong ấn vạn ác chi nguyên. Hiện tại một lần nữa chúng phải đòn đau, rốt cuộc nỏ mạnh hết đà, bị Phương Hàn nắm lấy những điểm, công phá phòng tuyến, pháp lực cường đại oanh kích vào trong bản mạng thế giới, rất nhiều pháp tắc đều bắt đầu tán loạn tan vỡ. Phương Hàn đánh một kích đắc thủ, không chút lưu tình, bất quá một tia thần niệm của hắn tiến vào trong thế giới chính mình, liền thấy bản mạng thế giới, tất cả núi cao đại địa, toàn bộ đều biến thành màu xám, một ít sinh linh vừa mới diễn biến ra, toàn bộ đã tử vong, mà chỗ sâu nhất bên trong, trước mặt viên mầm mống pháp tắc đã bị một thanh trường mâu đâm vào thật sâu thanh trường mâu này chính là báo thù chi mâu vốn dưới mục kích của báo thù chi mâu đã có thể hoàn toàn hủy diệt thế giới pháp tắc trong cơ thể phương hàn làm cho hắn bị đánh trở lại nguyên hình cảnh giới hạ xuống thế nhưng hiện tại báo thù chi mâu kia đâm vào mặt trên một khối mảnh vỡ giống như mai rùa khối mai rùa này chính là mảnh vỡ tạo hóa thần khí hiện tại trường mâu cắm trên mặt không ngừng giải thể từ hồ lực lượng bên trong đều bị mảnh vỡ mai rùa hấp thu sạch sẽ cuối cùng mảnh vỡ mai rùa hoàn toàn hòa tan hư ảnh báo thù chi mâu cư nhiên sinh ra một tia linh tính, bắt đầu tiến vào trong mầm mống pháp tắc thế giới do Phương Hàn tu luyện được. Bất quá những điều này Phương Hàn đều không hề chú ý tới, hắn chỉ nhìn thanh báo thủ chi mâu dưới sự chống đỡ của mảnh vỡ mai rùa, không thể đánh nát được mầm mống pháp tắc thế giới, liền nhanh chóng chuyển toàn bộ thần niệm vào trong thân thể Huyền Vô Cô. Hiện tại, cao thủ hư tiên này đã là nỏ mạnh hết đã rồi, tập trung lực lượng hai đại môn phái, cư nhiên suýt chút nữa bị Huyền Vô Cô áp ngược trở lại. Phương Hàn đã thể nghiệm được sự kinh khủng của hư tiên, nếu như không phải có mảnh vỡ tạo hóa thần khí chính mình dưới một kích của báo thù chi mâu cho dù không chết cũng bị trọng thương ít nhất là mầm móng pháp tắc thế giới bị đánh tan hạ xuống một cảnh giới chư vị đạo hữu quần tinh môn đồng môn vũ hóa môn nhanh nhanh thi triển thực lực mạnh nhất phong ấn huyền vô cô phương hàn phóng toàn bộ lực lượng oanh kích vào thân thể huyền vô cô đồng thời phát sinh thần niệm hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến lên tuy rằng hiện tại huyền vô cô là nỏ mạnh hết đà thế nhưng thuyền mục vẫn để lại đinh muốn phong ấn được hắn quả thực phi thường khó khăn một khi xảy ra vấn đề vô luận là vũ hóa môn hay quần tinh môn đều bị thương vong thảm trọng không ai dám coi thường quần tinh môn ra lệnh một tiếng ba vị cao thủ hỗn động cảnh năm cao thủ giới vương cảnh cộng thêm rất nhiều thái thượng trưởng lão đại trưởng lão trường sinh bí cảnh đều tùng niệm kinh văn để cho pháp tắc của chính mình giao hòa cùng một chỗ hóa thành từng chiếc xiềng xích hóa lớn phô thiên cái địa phong tỏa tiến vào trong cơ thể huyền vô cô mà rất nhiều nhân vật vũ hóa môn cũng sợ bị người quần tinh môn cướp mất tiên cơ, đồng thời thôi động phong ấn cường liệt nhất, trăm nghìn cao thủ, niệm động chú ngữ, để thần thông pháp tắc, rất nhiều đại trận, đánh vào trong cơ thể huyền vô cô. Ban đầu Phương Hàn chỉ có thể ngăn cản được huyền vô cô mà thôi, tối đa là cục diện rằng co ngang nhau. Thế nhưng, cục diện rằng co vừa rồi, dưới sự liên hợp phát huy toàn bộ thực lực của vũ hóa môn, quần tinh môn, nhanh chóng bị đánh vỡ. Lực lượng của Phương Hàn lập tức bành trướng, triển khai phá hủy trong thế giới huyền vô cô thế giới huyền vô cô phi thường kiên cố đã trải qua lôi phạt tiên giới tẩy lễ so với thế giới hỗn động của cường giả hỗn động cảnh không biết cô động hơn biết bao nhiêu lần trong đó có chứa rất nhiều pháp bảo cường đại sinh linh chấn áp bất quá những pháp bảo sinh linh này lần lượt bị phương hàn thu thập vào trong bát bộ phủ đồ sau đó bị đổ hóa rất nhiều đạo khí trung phẩm thậm chí một ít đạo khí thượng phẩm cường đại toàn bộ đều tiện nghi cho phương hàn cùng lúc đó một ít sinh linh cường đại thậm chí là thần thú cũng khó tránh được bị phương hàn hút vào trong bát bộ phủ đồ đầu tiên là tồn tại như thế nào, cất dấu phong phú như thế nào. Phát triển thế giới bản thân phồn vinh hương thịnh, thậm chí tại thế giới của Huyền Vô Cô, Phương Hàn phát hiện ra hơn 1000 đầu thái cổ long tộc. Những đầu thái cổ long tộc này bay lượn tại các quốc gia, là một phương bá chủ, thống lĩnh vô số sinh linh. Nguyên lai, trong thế giới của Huyền Vô Cô, diện tích đất đai rộng lớn, nuôi dưỡng tỷ tỷ sinh linh, cũng chia ra thành các quốc gia khác nhau. Những quốc gia này cũng giống như con người trong thế tục bình thường, sinh hoạt giống nhau, cũng tu luyện giống như con người bình thường tại huyền hoàng đại thế giới, còn chia ra rất nhiều môn phái. Đều tự tranh đấu không thôi, diễn dịch ra vô số ân oán tình cửu, sinh sôi nảy nở vô số văn minh, thậm chí còn sáng lập văn tự. Có một số văn minh đã phát triển qua mấy vạn năm, đã đạt tới trình độ vô cùng cường thịnh. Phương Hà nhìn một màn này, trong lòng sinh ra cảm khái, đám sinh linh kia sinh sống trong một thế giới của người khác nhưng không hề tự biết, cho rằng bằng vào chính mình dần dần tu luyện, đến một cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, trong lúc hắn cảm khái, đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Có lẽ, thiên địa vũ trụ mà chính mình đang tồn tại chính là một thế giới trong cơ thể của kẻ nào đó thì sao? Ý niệm trong đầu này diễn sinh ra, làm cho hắn thầm giật nảy mình. Không có khả năng này. Không có khả năng để cả thiên địa vũ trụ đều nhét vào bên trong đó. Tuy rằng trong lòng vô cùng cảm khái, thế nhưng hắn cũng không hề hạ thủ chậm chạp, hướng ra phía ngoài cua chảo. Vô số Phật quang điên cuồng bắn ra, đầu tiên là mấy nghìn đầu thái cổ long tộc cường đại tại thế giới trong cơ thể huyền vô cô, toàn bộ bị độ hóa, hút vào trong bát bộ phù đồ. Những đầu thái cổ long tộc này không phải toàn bộ đều là thiên long, có một số là kim long, có một số là ngân long, có một số là song đầu long. Nhưng tu vi vô cùng mạnh mẽ, hầu hết đều so sánh được với cao thủ kim đan. Một nhóm tương đối nhỏ đạt tới thần thông cử trọng, thập trọng, thậm chí hơn trăm đầu thiên long chân chính đều là long tộc trường sinh bí cảnh. Khi độ hóa hút vào trong bát bộ phù đồ, lập tức sản sinh ra nguyện lực, nhất thời khiến cho rất nhiều không gian vốn vô cùng trống vắng bắt đầu xuất hiện một chút sinh cơ. Bất quá, một chút này còn thiếu rất nhiều. So ra còn kém hơn rất nhiều khi toàn thịnh, có hơn 40 ức thiên ma. Phương Hàn đang muốn bắt lấy càng nhiều sinh linh, thế nhưng trong lúc này, đột nhiên trung ương thế giới huyền vô cô xuất hiện một chiếc bảo tháp. Bảo tháp này chính là một tuyệt pháp bảo khí, tuy rằng chưa vượt qua lôi kiếp, thế nhưng phóng xuất ra quang mang vạn trượng, rất nhiều thần linh tự nhiên cuồn cuộn trong đó, phát sinh ngâm sướng, ngâm tụng thánh ca, kiệt lực vận chuyển phiến thế giới này, muốn lợi dụng pháp tắc thế giới để nghiền áp chết Phương Hàn. Chúng thần tháp, Phương Hàn vừa nhìn, chính là tuyệt phẩm bảo khí do Huyền Vô Cô khổ cực tu vi cả đời luyện chế ra, một kiện tuyệt phẩm đạo khí chúng thần tháp này, cho dù là một kiện tuyệt phẩm đạo khí bình thường nhất, đều cần tu sĩ khi còn sống tới cô đọng, coi như là tu vi như Huyền Vô Cô cũng không thể luyện chế ra nhiều kiện tuyệt phẩm đạo khí, nếu không hoàn thiện được một kiện, sau này còn phải đẩy vượt qua lôi phạt tiên giới, mới có hy vọng tấn chức trở thành tiên khí. Pháp bảo này, cường đại không gì sánh được, trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên ma không nói, mà những thần linh tự nhiên bị ta độ hóa, chính là một bút tài phù thật lớn. Hơn nữa nếu như để chúng thần tháp dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, có thể làm cho bát bộ phù đồ lột xác trở thành tồn tại càng cường đại hơn, nhất định phải cướp đoạt được nó. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay vút đi, bàn tay to tụ thành chảo, biến hóa thành hồng hoang tổ long, ngạnh sinh quấn lấy chúng thần tháp, muốn quấn chặt tuyệt phẩm đạo khí này rồi mạnh mẽ lôi ra khỏi thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô. Súc sinh, nghiệt xúc, Huyền Vô Cô bị chấn áp tới mức không thể động đậy, chỉ có thể vận chuyển thế giới trong cơ thể, dùng lực lượng cường đại điều trị nguyên khí, tiến hành đối kháng với Phương Hàn. Bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không thể sinh ra được bất cứ tác dụng gì, hú chi, hắn còn phải phong ấn oán khí vạn ác chí nguyên trong cơ thể. Từ từ từng bước một, chúng thần tháp từ thế giới trong cơ thể huyền vô cô bị Phương Hàn mạnh mẽ lôi ra ngoài, kéo vào trong bát bộ phủ đồ, chấn áp lại, cuối cùng chuẩn bị luyện hóa. Mà bản thân huyền vô cô cũng bị hai đại môn phái, vô số cao thủ đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc bắt đầu thu nhỏ lại biến thành một tôn tiểu nhân nho nhỏ, bị phong tỏa tại một mảnh âm dương nhị khí, trong một mảnh thủy tinh thạch tinh quang sáng lạ. Bất quá, tuy rằng đã bị trói buộc bên trong thủy tinh thạch, thế nhưng Huyền Vô Cô vẫn như cũ trợn tròn con mắt, khi thức oán độc trên mặt nếu như để một thần thông bí cảnh nhìn thấy, sợ rằng bị trực tiếp kinh hãi mà chết, ý niệm giống như bão vũ cuồng phong từ trong đó truyền ra ngoài. Tiểu môn phái các ngươi, cư nhiên dám phong ấn ta. Ta là bất tử bất hủ bất diệt vĩnh hằng thân thể, đám con kiến các ngươi, ta muốn triệt để diệt sạch các ngươi. Thánh quang đại đế quốc cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền vô cô, ngươi hãy an ổn một chút đi. Chờ khi ta đậu hóa ngươi. Thực giống như khô vinh chân quân, trở thành nô lệ của ta, người hầu của ta, gọi ta một tiếng chủ nhân. Một hư tiên, gọi ta là chủ nhân. Ta xem ngươi làm cách nào có thể tiếp tục bảo trì hình tượng. Ta muốn ngươi làm trò trước mặt đám người thánh quang đế quốc, gọi ta một tiếng chủ nhân. Ngôn từ phương hàn sắc bén, đao thương mũi nhọn, đâm sâu vào tâm linh, làm cho Huyền Vô Cô phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngẫm lại chính mình sau khi bị độ hóa, trước mặt tất cả mọi người tại Thánh Quang Đế Quốc gọi Phương Hàn là chủ nhân, vậy thì tu vi suốt đời còn có tác dụng gì? Vinh quang gì? Đều giống như nước chảy, tiếng xấu muôn đời. Với tu vi hiện tại của ngươi, muốn độ hóa ta, có thể làm cho ta biến thành khôi lỗi, không có khả năng. Ngươi cũng không làm gì được ta. Cho dù để ta luyện thành bụi bặm, ta đều có thể triệt để sống lại, đồng thời có được lực lượng đỉnh cao của chính mình. Huyền Vô Cô đột nhiên lãnh tĩnh lại. Ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được Hư Tiên đã vừa qua lôi phạt tiên giới là như thế nào, ý niệm kinh khủng cỡ nào. Có lẽ, ý niệm hiện tại của ta đã ký thác trong không gian dị độ, chờ khi tích xúc đủ lực lượng sẽ tới tìm ngươi. Phương Hàn ta chính là ở trong chiến đấu gió tanh mưa máu trưởng thành, không thể bị dọa đơn giản như vậy. Ta biết, sau khi thành tựu Hư Tiên, có thể để thần niệm ký thác trong rất nhiều không gian dị độ. Bất quá dù sao thì ngươi cũng chưa lĩnh ngộ được pháp tắc sinh tử, coi như là thần niệm lớn thành bản thể cũng sẽ không có được toàn bộ ký thức của ngươi khi xuất hiện bất quá chỉ là một kẻ dị hình dị dạng mà thôi. Phương Hàn cười nhạt liên tục. Ngươi, ngươi làm sao biết được chuyện bí ẩn như vậy? Hai mắt Huyền vô cô chấn kinh hỏi. Ta tu luyện đại đạo, những điều ta biết tuyệt đối hơn nhiều so với ngươi. Phương Hàn đang muốn phá hủy đạo tâm Huyền vô cô, thế nhưng tinh chủ quần tinh môn còn có tam đại cao thủ cổ lão tinh trần, tinh viêm, tinh cứu đã bay tới. Tinh chủ mở miệng nói. Phương Hàn đạo hữu kẻ này hung ác dị thường trăm triệu lần không thể coi thường tuy rằng bị chúng ta phong ấn thế nhưng lúc nào cũng có thể trốn đi không sai cao thủ hư tiên dù thế nào đi nữa cũng là hư tiên hình thái sinh mệnh khác với chúng ta phương hàn gật đầu lần này đa tạ quần tinh môn đến trợ giúp bằng không vũ hóa môn chúng ta tuy rằng có thể đuổi được hai đại hư tiên đi thế nhưng tổn thất không nhỏ tinh vân bảo bảo nhanh nhanh đi gặp phụ thân ngươi đang trong lúc nói chuyện phương hàn gọi tinh vân bảo bảo từ trong bắt bộ phủ đồ ra ngoài nhìn thấy nhi tử của chính mình, tinh chủ khen không dứt miệng, tinh chủ phu nhân cũng cảm khái không thôi. Nghĩ lại năm đó, Phương Hàn ngươi đi ra ngoài lịch lãm mới chỉ là nhục thân cảnh, mà hiện tại cư nhiên là cao thủ cấp bậc giới vương cảnh, hơn nữa chống lại được hư tiên. Ta thế nào cũng không nghĩ ra được ngươi lại trưởng thành tới mức độ này. Anh hùng theo thiên mệnh sinh ra, không hỏi ngắn dài. Phương Hàn mỉm cười. Lần này quần tinh môn tới viện trợ, vũ hóa môn ta vô cùng cảm kích, chờ ta tẩy rửa vũ hóa quần sơn một lần, bố trí vũ hóa thiên cung tiếp tục mở tiệc chiêu đãi các vị cộng đồng mưu đầu đại sự phương hàn tự nhiên biết lần này quần tinh môn làm tới đến nơi đến trốn sợ là có việc gì đó hiện tại quần sơn vũ hóa môn đã sớm bị phá hủy không còn sót lại chút gì địa mạch hé mở đại địa tan vỡ linh khí tan mất quần sơn héo rũ hoàn là tình cảnh diệt vong một phái so với mặt nhật phần chẳng có chút tương tự thế nhưng phương hàn phun ra một ngụm thanh khí hoàng khí chính là đang thi triển thanh đế mộc hoàng khí và hoàng đế thổ hoàng khí vừa mới rơi vào đại địa, nhất thời từng gốc đại thụ che trời điên cuồng mọc lên. Toàn bộ đều là thượng cổ linh mộc, mà từng ngọn núi thanh tú, y theo các loại trận pháp, bố trí vận chuyển liên hoàn, cư nhiên có cùng hình dáng so với bát cực kim tỏa đại trận. Vô số kỳ hoa dị thảo, sinh trưởng trong đó. Phương Hàn không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ, đoạt được bao nhiêu túi pháp bảo, nhất là dược thần cốc. Trong túi pháp bảo dược tiên sư kia, rất nhiều mầm mống linh dược, hiện tại thả ra gần một nửa. Dùng thanh đế mộc hoàng cương khí đề cao, lập tức sinh trưởng, hình thành một phiến dược viên xanh ung tươi tốt, còn một số linh dược thượng cổ vừa mới rơi xuống đất liền mọc dễ, sau đó tự động hấp thu linh khí, tự động tu luyện. Phương Hàn thấy thế, từ trong không gian hoang thần chi thi, lấy ra hơn 10 viên tiên đan, bóp nát, giải khắp dược viên, lập tức tiên khí tràn ngập, thẩm thấu vào đại địa, tất cả các linh dược lại một lần nữa sinh trưởng điên của. Nhiều tiên đan như vậy, tạo vật thủ đoạn, đám người quân tinh môn nhìn thấy Phương Hàn tung ra thủ bút to lớn, không nhịn được sợ hết hồn. Phương Hàn thi triển ra thủ đoạn của chính mình, vô số cương khí, linh dược, mầm mống, mở ra ngọn núi, bày cấm chế, để phương viên mấy vạn năm trong quần sơn vũ hóa môn tái tạo càn khôn. Mặt đất bên dưới, toàn bộ đều bị hỏa diễm luyện hóa, bùn đất, núi đá ban đầu, toàn bộ đều biến thành một loại ngọc chất tinh khiết trong suốt. Phương Hàn lần thứ hai để rất nhiều tài liệu chứa đựng bên trong bát bộ phủ đồ bay ra ngoài, bát bộ rong lô xoay chuyển, trong đó phun ra vô tận ngọc dịch. Ngọc dịch này vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức linh khí trào ra. Ngọc khí bốc hơi, người như đắm chìm trong vân lai tiên cảnh. Số ngọc dịch này chính là một loại tài liệu luyện chế động phủ, tên là Lãnh Ngoãn Hương Ngọc, cũng không phải thiên nhiên ngưng tụ thành, mà là cao thủ dược thần cốc dùng một số ngọc thạch và linh dược hiếm thấy trong thiên địa cùng nhau luyện chế, trưng cất, tạo thành một loại tài liệu kiến trúc đặc biệt, trải rộng trong động phủ, không chỉ ôn nhuận chân bóng, đông ấm hạ mát, lại còn có thể tản mát ra dạ hương ngọc khí, có thể làm cho bách bệnh tiêu trừ, tai nạn không thể xâm nhập vào thân thể. Hiện tại, Phương Hàn để mặt đất vương viên vạn dặm, trên ngọn núi, toàn bộ đều phủ kín loại hương ngọc này, thủ đã xa xỉ, xa hoa, đám người quần tinh môn nhìn thấy mà lạng người. Khô Vinh chân Quân, Thần Thú Bạch Hy, Đồ chân Thần Hoàng, Công Dương Thần Hoàng, Tinh Vẫn, Thích Thiếu Uy, Tề Minh Hạo, nhanh nhanh dựa vào thủ pháp luyện chế, cô động vạn dặm đại địa, giang sơn như họa. Trong quá trình cô động, Phương Hàn tái tạo hơn hà, Khô Vinh chân Quân và rất nhiều cao thủ khác bay ra, cùng nhau phụ trợ đánh ra các loại bí quyết thủ pháp đồng thời phương hàn để hoàng tuyền đồ bao phủ xung quanh gia tốc thời gian đủ cô động mấy trăm năm bên ngoài bất quá chỉ có một canh giờ mà thôi đại địa lắng đọng từng khối rớt xuống toàn bộ quần sơn vạn dặm vũ hóa môn nơi nơi đều là hương ngọc thoang thoảng kỳ hoa nở rộ từng ngọn núi nhô cao chọc thẳng lên mây trên ngọn núi cũng điêu khắc rất nhiều trận pháp cùng điện nhất là luân hồi phong của phương hàn luân hồi phong của phương hàn trong lúc chiến đấu với chu thiên tiên tôn toàn bộ tan vỡ đổ nát. Bất quá hiện tại Phương Hàn một lần nữa cô động hoàn toàn mới. Hơn nữa cao nhất, trở thành một ngọn núi, một kình thiên trụ cao tới 10 vạn 8.000 trượng, thâm nhập vào tầng cửu thiên cương phong, chọc thẳng ra ngoài vũ trụ. Về phần thiên đô phong, lăng tiêu phong ban đầu đã không còn nhìn thấy. Bên cạnh chính là giả lam phong, toàn thân màu lam, đứng vững tại phương Tây, mà từ điện phong và luân hồi phong đặt song song, xung quanh điện quang lập lè, sấm xét chấn động, suốt năm lôi vân vần quanh, mây đen cuồn cuộn, mang theo uy nghiêm vô cùng vô tận tất cả các ngọn núi vốn ban đầu của vũ hóa môn đều bị tái tạo một lần nữa tiêu khắc cẩn thận so với trước kia không giống nhau đồng thời rực rỡ hẳn lên năng lực và linh hiệu tu luyện không biết đã tăng lên bao nhiêu lần giờ khắc này ta mới biết được phương hàn đại sư huynh lợi hại như thế nào cái gì là hoa thiên đô mạnh thiểu bạch tất cả đều giống như chó phương hàn đại sư huynh mới là thủ lĩnh chân chính của vũ hóa môn chúng ta dẫn đường vũ hóa môn đi tới vinh quang một vị chân truyền đệ tử bách biến chân nhân bước lên vẻ mặt xấu hổ nói Đa tà đại sư huynh cô đọng ngọn núi bách chiến này cho ta. Từ hôm nay, ta sẽ nghe theo đại sư huynh, núi đao biển lửa, không hề nhăn mày một chút. Ngươi cũng là chân truyền đệ tử của vũ hóa môn chúng ta, không nên bảo sao hay vậy. Phương Hà nhìn bách chiến chân nhân, thấy hắn đã tu luyện tới cảnh giới thần thông thập trọng, cảnh giới nghịch thiên cải mệnh. Biết hắn chiếm được không ít chỗ tốt từ mạch thiểu bạch và chu thiên tiên tôn. Hiện tại chu thiên tiên tôn đã bị đánh trúng một kích trọng thương bỏ chạy, huyền vô cô cũng bị chấn áp, lập tức biểu hiện trung tâm rất sợ bị Phương Hàn tẩy trừ. Bất quá Phương Hàn đối với loại vai nhỏ như thế này đã không để vào mắt, tùy ý nhàn nhạt, nhạt nói: "Đại kiếp nạn sắp tới, ta tổn hao khí lực lớn, dịch chuyển thời gian, ở chỗ này đắp nặn ngọn núi, bố trí đại trận, chính là vì muốn đối kháng với thần tộc xâm lấn, các ngươi nên chăm chỉ tu luyện, nếu như có thể vượt qua được đại kiếp nạn này, tương lai nhất định có thành tựu." "Dạ, đại sư huynh." Mấy nghìn gã chân truyền đệ tử của Vũ Hóa môn, toàn bộ đều quỳ xuống đồng thanh nói. Những đệ tử chân truyền này đều là do Chu Thiên Tiên Tôn tử trong những đệ tử nội môn ngoại môn tuyển chọn ra, sau đó thu bọn họ vào trong thế giới của chính mình, cho bọn họ tăng thêm thọ nguyên, nghịch chuyển thời gian, truyền thụ bọn họ thần thông tu luyện, để cho bọn họ trung tâm đối với Mạnh Thiếu Bạch, bồi dưỡng dòng chính, bất quá coi như là một công đức đối với Vũ Hóa môn chúng ta. Phong Bạch Vũ nhẹ nhàng cười, "Phương Hàn, xem ra ta muốn thoái vị rồi, để ngươi tiếp nhận Vũ Hóa môn. Ta ẩn cư trở thành thái thượng trưởng lão, để ngươi làm trưởng giáo trí tôn." tất cả đệ tử vũ hóa môn nghe lệnh ngày hôm nay có chư vị đạo hữu quần tinh môn chứng kiến ta chính thức rời khỏi trưởng giáo đại vị truyền thụ cho phương hàn từ nay về sau hắn chính là trưởng giáo đời thứ năm của vũ hóa môn chúng ta vũ hóa tam thánh cũng gật đầu rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng nhau nói tu vi của phương hàn đã tới giới vương cảnh sánh ngang hư tiên làm trưởng giáo trí tôn của vũ hóa môn chúng ta rất thích hợp hiện tại bản vũ hóa phi thăng kinh tín vật trưởng môn do phương hàn ngươi chấp trưởng mời vũ hóa phi thăng kinh từ trong vũ hóa thiên cung có một quyển kinh thư thật lớn bay ra quyển kinh thư này có màu trắng tinh khiết nhu hòa trên mặt không có một chữ nào là một quyển vô tự thiên thư phương hàn trong truyền thuyết vũ hóa môn chúng ta cũng không phải là một môn phái nhỏ mà là vâng chịu đạo thống của một vị vũ hóa chân thân thần bí vị vũ hóa chân nhân này đã tu luyện tới cảnh giới trí tiên chỉ kém một bước là bước vào thiên quân bất quá đây đều là truyền thuyết thượng cổ trong quyển vũ hóa phi thăng kinh này ẩn chứa huyền bí vô cùng trước đây vũ hóa môn chúng ta thông qua nó có thể câu thông với tiên giới bất quá từ vạn năm trước khi sư phụ ta chết đi bản kinh thư này chịu một kiếp nạn chịu tổn hại nặng nề đã bị mất đi liên hệ với tiên giới rồi trong vũ hóa môn vũ minh không tu vi tối cao nói sư phụ của ta là trưởng giáo trí tôn nhị đại vũ hóa môn tu vi có thể so sánh với thiên tiên bất quá gặp phải kiếp nạn ngã xuống bằng không vũ hóa môn chúng ta có thể chân chính chống lại thái nhất môn vậy sao phương hàn tiếp nhận vũ hóa phi thăng kinh hơi chút đưa vào thuần dương nguyên khí, pháp lực bản thân, phát hiện ra bên trong bản kinh thư này có ẩn chứa một ít tiên đạo pháp tắc mờ ảo, tựa hồ là một mảnh nhỏ tiên khí nào đó. Một đạo pháp quyết tu luyện đại âm dương thuật cũng dũng mãnh tràn vào trong đầu chính mình. Cầm Vũ Hóa Phi thăng kinh trong tay, từ giờ khắc này Phương Hàn chân chính trở thành trưởng giáo trí tôn. Bất quá trong lòng hắn cũng không có chút kích động nào. Trưởng môn Vũ Hóa môn đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng gì nữa rồi, chỉ là một tâm nguyện của 8 năm trước mà thôi. 8 năm trước, hắn là một gia nô, một người chăn ngựa. Mà 8 năm sau, hắn đã là một trưởng giáo trí tôn môn phái tiên đạo, nắm giữ càn khôn, tồn tại xoay tròn nhật nguyệt. Bất quá tính theo năm tháng tu luyện của hắn đã tiếp cận 3 vạn năm, dựa theo sinh nhật thì hắn đã hơn 3 vạn tuổi rồi, không còn là một tiểu tử chưa gió máu đầu nữa. Lúc phong bạc vũ truyền ngôi, trong lòng tự hồ là buông xuống một tảng đá lớn, hắn muốn đi làm việc của chính mình rồi. Chúc mừng Phương Hàn Đạo Hữu, trở thành trưởng giáo trí tôn vũ hóa môn rất nhiều thái thượng trưởng lão quần tinh môn đều tiến tới chúc mừng, nhất là tinh chủ, trên mặt cười như nở hoa. Đại sự như thế này, vốn phải chiêu cáo thiên hạ, để tiên ma hai đạo đều biết rõ. Thế nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường. Tiên đạo đại hội cũng chỉ còn có hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra. Quần tinh môn chúng ta đã nghe nói, thái nhất môn phái ra rất nhiều cao thủ tiến vào trong một ít môn phái khác nhau. Ví dụ như Nguyên Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Phái, Đan Đình Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đảo. Những môn phái này, trong đó có vạn quý tiên đảo đã xác định rõ ràng rồi, muốn thần phục thái nhất môn, trên tiên đạo đại hội, những môn phái còn lại đều sẽ dục dịch. Quần tinh môn chúng ta cũng nhận được lệnh bài của thái nhất môn. Nghe đồn, chỉ có đại kiếp nạn diễn ra, thái nhất môn mới phát sinh loại linh phù này, phàm là người nào nhận được lệnh bài, không đi bàn bạc, sẽ phải chịu tai nạn. Tinh chủ phu nhân lấy ra một khối lệnh bài. Phương Hàn vừa nhìn khối lệnh bài này, trên mặt có đạp long và hắc tượng, trên đầu một sừng màu trắng, chính là hình thể giáng dấp của tai nạn thiên quân trong truyền thuyết. Đây thì tính là cái gì? Thái nhất môn, ta biết gần đây có sứ giả tiên giới phủ xuống, muốn chỉnh hợp tiên đạo, bất quá đâu có dễ dàng như vậy. Thế nhưng, phương hàn đạo hữu, thái nhất môn hiện tại chính là một con mãnh hổ, không ai bị nổi. Mà hiện tại có sứ giả tiên giới phủ xuống, càng mang theo uy nghiêm tiên khí. Hiện tại chúng ta tuy rằng có thể đối kháng được với hư tiên, thế nhưng thái hoàng thiên chính là chân tiên. Thậm chí còn có sứ giả thiên tiên, chỉ cần lật tay một cái chúng ta cũng sẽ bị hóa thành bột phấn, nếu như không chịu khuôn phép, trên tiên đạo đại hội, chính là nơi táng thân của chúng ta. Tinh chủ nói, trừ phi hiện tại chúng ta có thể dẫn quần thể môn phái rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, bất quá như vậy cũng rất có thể lọt vào truy sát. Hơn nữa chúng ta tại huyền hoàng đại thế giới cắm hạ căn cơ, đến một địa phương nào khác rất dễ gặp phải cảnh các thế lực khác xa lánh. Tinh chủ phu nhân nói tiếp, càng quan trọng hơn, tuy rằng là kiếp số, thế nhưng trong huyền hoàng đại thế giới, rất nhiều bảo tàng cũng sẽ tại kiếp nạn mở ra. Chúng ta vứt bỏ đi cơ hội này, càng là vạn kiếp bất phục, sứ giả thiên tiên tự nhiên sẽ có người chống lại, đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới chúng ta cũng chính là kẻ đối đầu lớn nhất của thái nhất môn. Phương Hàn tự suy nghĩ hồi lâu nói, Linh Lung Tiên Tôn sẽ chặn lại sứ giả thiên tiên, áp lực tới chúng ta cũng sẽ giảm đi rất nhiều, chưa chắc đã không thể chu toàn. Thái Hoàng Thiên mang theo uy nghiêm chân tiên, cũng không phải chúng ta có thể ngăn chặn được. Tam đại cao thủ cổ lão quần tinh môn nói, hơn nữa tiên khí vĩnh hằng thần lô, trấn áp tứ phương. Vô phương, vũ hóa môn chúng ta cũng có viện trợ, nhân hoàng bút trước khi kiếp nạn tới sẽ trở về. Tu vi của vị tiên bối này đã đạt tới thiên địa nhất thể, rất nhanh khôi phục lại cảnh giới tiên khí, hơn nữa sẽ càng lợi hại hơn. Phương Hàn nhớ tới Phương Thanh Tuyết. Mà kệ thế nào, quần tinh môn chúng ta dốc toàn bộ môn phái tới đây chính là vì muốn kết minh với vũ hóa môn, tương hỗ cùng tồn vong. Tinh chủ nói, trong hơn 10 ngày này, chúng ta thương lượng đối sách một chút làm thế nào mượn sức các môn phái khác, thực lực lớn mạnh, có thể trên tiên đạo đại hội có quyền lên tiếng nói. Thực lực chính là quyền lên tiếng. Phương Hàn hưởng ứng. Hiện tại ta mới thu hồi được chúng thần tháp của huyền vô cô, các vị trợ giúp ta, cùng nhau luyện hóa, dung nhập vào bát bộ phủ đồ, sau đó triệt để chấn áp huyền vô cô, hy vọng có thể độ hóa biến thành khôi lỗi. Như vậy ta có thể chiến đấu một trận với Thái Hoàng Thiên. Bây giờ Phương Hàn đương nhiên rất nóng lòng để thăng thực lực của chính mình. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.